Chứng khoán tuần từ 29 tháng 1 đến mùng 2 tháng 2, nhà đầu tư kỳ vọng VN-Index tiếp tục tăng điểm. Theo nhận định của công ty chứng khoán, thị trường hiện tại đang cho thấy tâm lý ảm đạm giai đoạn cuối năm, nhà đầu tư nên giao dịch thận trọng trong những phiên cuối cùng của năm âm lịch. VN-Index đang trong nhịp tăng và phát tín hiệu kết thúc điều chỉnh kiểm tra nền tích lũy trước đó và có thể kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng điểm trong các phiên tới thị trường chứng khoán tuần từ 21 đến 26 tháng 1, VN Index hồi phục tốt trở lại vùng giá 1.165 điểm và tăng điểm trong phiên cuối tuần với thanh khoản gia tăng trở lại. Kết tuần, VN Index ở mức 1.175,67 điểm, giảm 0,49% so với tuần trước. Với mức độ phân hóa tích cực, HNX Index kết tuần ở mức 229,43 điểm, giảm nhẹ 0,02% so với tuần trước. Trong tuần vừa qua, nhà đầu tư nước ngoài gia tăng giao dịch và mua dòng với giá trị tăng 890,73 tỷ đồng trên HOSE là động lực tích cực đối với các mã nhóm mã được mua dòng tiếp tục bán dòng trên HNX với trị giá 15,33 tỷ đồng. Tín hiệu tăng điểm hiện tại cho thấy vùng 1.170 điểm vẫn đang là vùng hỗ trợ khá tốt cho thị trường. Do vậy, nhà đầu tư có thể kỳ vọng khả năng hỗ trợ và hồi phục trở lại của thị trường hiện tại nhà đầu tư nên ưu tiên các cổ phiếu đang có tín hiệu tốt từ vùng hỗ trợ nắm giữ hoặc mua tích lũy